Thưa quý vị và các bạn, vào dịp Tết thì những đồng tiền xu được các gia đình trang trí để cầu mong may mắn tài lộc. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thời điểm cuối năm, nhiều trẻ em hào hứng tham gia lớp học làm đồng xu may mắn để hiểu hơn về ý nghĩa của vật trang trí này. Ở thời điểm Tết Nguyên Đán đang đến gần, lớp học làm đồng xu may mắn của anh Nguyễn Duy Thanh trở nên sôi động. Tại đây các em được lắng nghe về ý nghĩa cũng như lịch sử ra đời của những đồng tiền xu trên khắp thế giới. Cùng với việc biết thêm kiến thức mới, các em nhỏ còn được thỏa sức sáng tạo với những bản màu và cọ vẽ. Việc khuyến khích trẻ em tham gia các lớp học kỹ năng sẽ tạo điều kiện cho các em giao lưu học hỏi thêm kiến thức mới, đồng thời còn là dịp để trẻ có thể phụ giúp gia đình trang trí nhà cửa để đón năm mới thật vui tươi, đầm ấm. Lớp vẽ OS cùng vẽ ước mơ.